Rồi, hai tiết đầu chúng ta sẽ nói về thuốc giảm đau kháng viêm. Mấy em gọi là kháng viêm non-steroid. Với vậy, mở đầu cho cái phần dược lý thì thầy mấy em hình dung như vậy cho chúng ta mất thời gian cũng khá nhiều ha, do trục trặc cái mạng. Thì môn dược lý á, mấy em là mấy em học chung nói về cái môn học về thuốc. Khi mấy em đi lâm sàng á, đầu tiên á, là mấy em học triệu chứng, thì sau đó mấy em học điều trị. Mà học điều trị thì mấy em phải nắm vững về thuốc, cho nên mấy em sẽ được trang bị kiến thức về thuốc. Chứ giờ khi khi mà mấy em sử dụng thuốc cho bệnh nhân thì mấy em phải hiểu thuốc đó là thuốc gì, dùng nó như thế nào, nó có độc tính như hay làm sao, rồi liều lượng. Đó, nói chung là mấy em đang học về cái môn dược lý là như thế. Còn nếu mà mấy em nói cái chuyên sâu về nó hơn nữa là mấy em sẽ nghiên cứu về cái tương tác thuốc lên cơ thể sống. Khi mình dùng thuốc cho bệnh nhân nó tác động như thế nào? Khi mà thuốc nó tác động lên cơ thể thì có thể là nó tạo một cái triệu chứng dược lý nào đó. Thí dụ như bệnh nhân nó bị đái tháo đường, mấy em cho cái thuốc đó nó làm cho hạ được huyết bệnh nhân xuống. Đó thì thuốc tác động lên cơ thể đó mấy em gọi là dược lực. Thì nó muốn tác động nó phải gắn lên một cái thụ thể mấy em gọi là cái receptor. Còn ngược lại, cơ thể nó tác động lên thuốc. Là nó muốn tác động lên thuốc thì nó phải tác động qua bốn bốn quá trình: hấp thu, phân bố, chuyển hóa, đào thải, thì mới gọi là dược động học. Như vậy cái dược lý á, thì nó bao gồm dược lực và dược động học. Rồi. Nhưng mà khi mà mấy em học vô cái dược lý mà từng chương á, thầy gọi là cái chuyên đề á, thì tụi thầy không có dạy lại cái dược động học nữa. Mấy em đã được thầy chữ, thì Dương Xuân Chữ phó giáo sư á, đã dạy rồi. Bây giờ mấy em sẽ bắt đầu vô cái học về chuyên đề. Thì trong cái phần này thì trong cái phần dược cái khi mà mấy học chuyên đề á thì mấy em được các thầy đầu tiên về cái mục tiêu học tập á, đầu tiên là các thầy phải phân loại được cho mấy em cái nhóm thuốc đó. Cho nên khi đi lên lâm sàng á, các thầy mà ghi một cái thuốc gì đó vô bệnh án á, mấy em có thể là sao chép lại á, thì trong đầu mấy em hình dung ra được thuốc này nó thuộc nhóm gì. Đó. Kháng sinh nó cũng vậy đó mấy em. Đó. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên là tụi thầy muốn mấy em phân loại. Ví dụ mấy em cầm kháng sinh cái lọ meropenem đi, hàm lượng là 1 gram, thì mình mới hiểu là meropenem nó thuộc nhóm carbapenem, nhóm chung của nó là beta-lactam. Nhưng mà khi mà mấy em nắm được cái nhóm chung rồi đó, mấy em dễ dễ nắm được cái tác dụng của nó. Rồi. Thứ hai là trong cái phần dược lý thì các thầy cô luôn luôn là trình bày cái cơ chế tác động nó như thế nào, tác dụng dược lý là sao, độc tính như thế nào. Thì trước khi vô cái phần phần này á, thầy có một cái nhắc lại cái phần dược động học để mình hình dung những cái phần sau của thầy không phải giải lại. Nhưng mà nói về dược động học mấy em cũng được học rồi. Như vậy thầy hình dung qua những cái hình ảnh này để mấy em suy nghĩ cái thuốc sau khi mình uống nó vào cơ thể thì như thế nào. Thầy thí dụ nha, thì uống một cái viên thuốc là paracetamol đi, cái viên nó là 500 mg, đó, cái hàm lượng nó là 500 mg, thì uống mà cái dạng bào chế nó là viên nén. Dạng bào chế là viên nén. Khi mà thì uống thì phải có nước. Khi xuống tới dạ dày cái nó tan ra. Nó tan ra. Sau đó dạ dày nó mới co bóp, nó đẩy cái thuốc này nè. Thì dạ dày co bóp đó thì gọi là cái cơ chế làm chống dạ dày, nó đẩy thuốc xuống ruột. Thì ở ruột các mấy em thì nơi hấp thu là tốt tốt hơn ở dạ dày, nơi tốt hấp thu tốt nhất. Do cái diện tích hấp thu nó lớn nè. Đó, rồi nhu động ruột nè. Và những cái nhung mao nè, nói chung là nó hấp thu ở niêm mạc ruột là chủ yếu. Nhưng mà trước khi nó vào hấp thu vào máu á, thì nó theo cái tinh lực cửa nó phải qua gan. Đã, mấy em hình dung nó đi như vậy đó. Thì gan nó coi thuốc như một chất độc nha mấy em. Chức năng của gan là nó giải độc. Nhưng mà nói về trong dược lý á, thì thuốc nó qua gan thì gọi là chuyển hóa thuốc ở gan. Khi mà nó chuyển hóa thuốc ở gan đó mấy em, thì nó chuyển hóa thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì gọi là pha 1 á, thì phải có cái enzyme xúc tác đó,
thì cái enzyme xúc tác đó mấy em gọi là enzyme chuyển hóa thuốc. Enzyme chuyển hóa thuốc là mấy em gọi là cái hệ thống cytochrome P450. Cái tên đó mấy em, cái tên đó là tên của cái hệ thống cytochrome thôi. Cyto là tế bào, rơm là bắt màu, ở bước sóng 450. Tên của hệ thống, cái điều quan trọng là nó chứa những cái isoenzyme, nó tham gia chuyển hóa thuốc. Thí dụ như là C3A4, C2C19 rồi đó nha. Thì nó chuyển hóa qua pha 1 gọi là phản ứng không liên hợp á. Và phản ứng không liên hợp, phản ứng oxy hóa, phản ứng khử, phản ứng thủy phân rồi đó. Sau khi chất nó tạo thành rồi, bắt đầu nó qua pha 2, nó gọi là phản ứng liên hợp. Một chất có sẵn trong gan nó gắn vô cái nhóm chất ở pha 1 nó vừa gắn. Thì cái chất tạo thành ở pha 2 á lại nó tan trong nước ở dạng ion hóa mấy em. Và nó theo thận nó ra ngoài. Nhưng mà mấy em lưu ý với thầy, khi mà chuyển hóa thì nó phải đào thải. Cho nên khi mình uống thuốc không bao giờ mà nó còn nguyên vẹn nó vào vòng tuần hoàn chung. Ví dụ như paracetamol 500 mg, mấy em uống không bao giờ 500 mg nó vào được trong máu đầy đủ á, bởi vì nó sẽ hao hụt. Chẳng hạn như là nó chuyển hóa nó mất ở gan. Như vậy thầy giả sử nó mất ở gan là khoảng 10 mg. Đây, mấy em hình dung nè. Viên bara nè, thì uống 6 giờ dày. Cái nó xuống ruột, dạ dày đẩy nó xuống ruột. Cái nó qua cái màng nhầy ruột, nó theo cái mạch cửa nó qua gan nó chuyển hóa cái đi. Thì nó chuyển hóa thì nó phải đào thải. Đó. Thì nó mất đi một lượng thuốc, thì giả sử nó cái viên là 500, nó qua gan nó mất đi 10. Như vậy nó vào vòng tuần hoàn là 490 chứ không bao giờ nó vào được 500. Đó. Thì lúc này mấy em mới gọi là nồng độ thuốc trong máu. Nhưng mà thực tế nó như vậy nè, nồng độ thuốc trong máu như vậy nè, ví dụ thầy uống viên bara 1 tiếng sau thầy rút máu tĩnh mạch, đây thầy rút máu. Thầy rút 5 ml vô cái ống nghiệm. Sau khi thầy rút máu đưa vô ống nghiệm thì cái máu này nè thì gọi là máu toàn phần. Máu toàn phần. Cái thầy bỏ vô cái máy ly tâm thầy quay. Bây giờ thầy quay 10 phút. Đó, trong vòng 10 đến 15 phút nó ngừng lại. Thì nó mới tách lớp, cái thằng nào mà nó nặng nó lắng xuống, thằng nào nhẹ nó nổi lên. Thì cái màu đỏ mà nó lắng xuống á, thì thầy gọi là tế bào máu. Thì toàn bộ 490 nãy thầy nói nó vào trong máu là nó nằm ở huyết tương. Đó. Nhưng mà chúng ta cứ quen gọi là nồng độ thuốc trong máu chứ thật ra là trong huyết tương. Nếu mà mấy em bỏ cái chất chống đông fibrinogen ra thì thầy gọi là huyết thanh. Vậy thôi, có khi mấy em đọc tài liệu nó nói là nồng độ thuốc trong huyết thanh, nồng độ trong huyết tương. Đó. Thì nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác là cái có chất chống đông hơn chất chống đông. Nhưng mà trong huyết tương á, thành phần nó có protein, thuốc nó gắn lên đó, nên mấy em nói là nồng độ thuốc gắn kết trên rồi trong huyết tương, thành phần nó là albumin, globulin, nó thuốc gắn lên đó. Nhưng mà không phải nó gắn vô tất cả nha. Nếu mà 490 thì giả sử nó gắn 300 lên rồi trong huyết tương thì thầy gọi cái dạng đó gọi là dạng kết hợp. Khi mà thuốc gắn lên rồi trong huyết tương thì gọi là dạng kết hợp, nó giống như cái kho đựng thuốc vậy đó mấy em. Nó không chuyển hóa mà cũng không đào thải, nó nằm yên ở đó, nó giữ giùm cho mình. Còn 190 nó không gắn thì lúc này thầy mới gọi là dạng tự do. Nó mấy em hình dung cái dược động học mấy em học rồi đó. Thì cái thằng này nó mới phân bố này, nó phân bố mà khi mà đến các cơ quan á, đến cái vị trí tác động á, thì nó có cái receptor mới gọi là cái thụ thể, nó gắn lên đây nó mới sinh ra tác dụng. Ngoài ra ở cái cơ quan đó đó, nó có cái điểm gắn á, gọi là acceptor, nó dự trữ đó. Nếu mà nó dự trữ nhiều quá thì nó gây độc. Ví dụ như mấy em chích kháng sinh gentamicin đi, nhóm aminoglycosid đó, nó gắn lên cái mô ở thận với tai, nó gây điếc và gây suy thận. Và sau khi nó tác dụng xong thì nó chuyển hóa, nó đào thải ra, thì cái dạng kết hợp này nó mới nhả ra, nó nhả ra từ từ. Đó, mấy em hình dung cái đường đi của thuốc ở trong cơ thể là như thế. Nha. Như vậy nãy giờ thầy nói qua hấp thu nè, phân bố nè, chuyển hóa nè, đào thải, nó dược động học nó nhiều đó đó. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề chính của cái bài này. Cái thuốc giảm đau thì nếu mà nói về phân loại á mấy em thì nó có hai nhóm lớn.
thuốc giảm đau trung ương và thuốc giảm đau ngoại biên. Thuốc giảm đau trung ương ta còn gọi là thuốc giảm đau gây nghiện hay là giảm đau opioid. Còn 2 giờ này chúng ta học thuốc giảm đau ngoại biên là thuốc kháng viêm non-steroid với thuốc giảm đau hạ sốt với thuốc giảm đau thường tí thôi. Ngoại biên là bên ngoài thôi, mấy nhức đầu, đau cơ, đau răng rồi đó, chứ đau nội tạng nó không có tác dụng. Bây giờ quay trở lại đây, cái thuốc kháng viêm non-steroid, mấy em mà nói tới thuốc này mấy em đi lâm sàng là mấy em vô ngay chỗ cái khoa mà khoa chấn thương á, khoa cơ xương khớp với chấn thương á, là mấy em gặp chủ yếu. Tại sao thầy nói cho khoa cơ xương khớp mấy em cho vô chấn thương mà các bệnh cơ xương khớp là mấy em gặp chủ yếu? Bởi vì thuốc này nó giảm đau mà do viêm á, mấy cái bệnh về viêm khớp á, thì nó hay đó. Nhưng mà tại sao thì gọi là kháng viêm không steroid? Bởi vì nó không có cái khung steroid, nó giống như kháng viêm steroid. Kháng viêm steroid mấy em gọi là kháng viêm corticoid, thí dụ như gì mấy em, dexamethasone, prednisolone, hydrocortisone, nó có cái khung này. Còn cái thuốc này nó không có khung này. Nhưng mặc dù cấu trúc giữa thuốc A, thuốc B, thuốc C nó không có giống nhau, nhưng mà nó có tác dụng giống nhau, giảm đau hạ sốt kháng viêm, nó giống nhau. Khi mà mình uống vào nó hấp thu vào máu em, nó phân bố vào cái mấy cái bao hoạt dịch của khớp nó hay, cho nên tại sao nó trị đau do viêm khớp. Cho nên ở đây trong cái nói nhóm thuốc này á thì mới hiểu là nó giảm đau á chỉ là thuốc thì trị triệu chứng thôi chứ nó không có tác động nguyên nhân gây đau. Nhưng mà ai có triệu chứng đau thì nó giảm, đau chỉ là một cái triệu chứng cơ năng thôi. Đó, theo định nghĩa đau là thể hiện có thể là nó tiềm tàng hoặc là nó thực thể, nhưng mà cái người bệnh á, người ta đã trải qua cơn đau người ta mô tả lại. Như vậy nói về cái cơ chế bệnh sinh thì đau á, nếu mà đau mà mình đang học thuốc giảm đau ngoại biên nó phải có yếu tố kích thích, có cái gì đó làm cho mình đau nhé. Ví dụ như cái cánh cửa nó đập trúng cái đầu ngón tay này thì gọi đó là yếu tố cơ học, thì cái vùng cơ nó bị dập, nó tổn thương thì cái đầu dưới dây thần kinh nó bị kích thích và nó bị phóng thích ra một cái chất trung gian hóa học. Và cái chất hôm nay thầy muốn trình bày với mấy em á đó là prostaglandin, cho nên thầy tô cái màu hồng lên mấy em nhớ cái chất này cho thầy. Dĩ nhiên nhiều lắm mấy em, nhiều lắm, nhưng mà chất hôm nay chúng ta học chủ yếu là prostaglandin, tại vì nó khởi xướng cho những cái chất khác nó gây đau nha. Đó. Thằng này nó gắn lên cái thụ thể đau và nó phát ra cái cơn đau. Nhưng mà tại sao thuốc hôm nay chúng ta trị sốt được? Nhưng mà mấy em hiểu rằng như nè, cái thân nhiệt của mình á, luôn luôn là 37 độ C, nó hằng đỉnh rồi. Nhưng mà khi nào chúng ta gọi là sốt thì nó trên 37 độ C, chủ yếu là 38 độ, 37 rưỡi có thể là thời tiết nóng quá nó sinh lý, nhưng mà 38 độ là gọi là sốt nhẹ rồi, 38, 38 rưỡi là sốt nhẹ. Nhưng mà tại sao chúng ta sốt? Bởi vì cái ở vỏ não á, chúng ta có một cái trung tâm điều hòa thân nhiệt, có hai cái quá trình sinh nhiệt và mất nhiệt, nó chỉ một nó cân bằng với nhau. Ví dụ như thầy nói thân nhiệt mình là 37 độ nó hằng định rồi, thì ví dụ như nhiệt độ môi trường á là 90 thì mấy em biết á là cái khi mà nhiệt độ mà 40 độ C thì cái thân nhiệt của mình á, quá trình mất nhiệt nó sẽ chiếm một tháng, nó nóng quá cái nó giãn mạch, nó sức mồ hôi, cái nhu cầu mình uống nước nhiều rồi tăng nhịp thở lên để thải nhiệt nhân dân, cho nên thân nhiệt mình cũng 37 độ hoặc là 37 độ 5 không có được 38 đâu. Nhưng mà nếu mà nhiệt độ bên ngoài mà nó không độ C thì mới lạnh dữ lắm, nhưng mà thân nhiệt mình cũng 37 độ à, hoặc là 36 độ 5 chứ không xuống 36, thì lúc này quá trình sinh nhiệt chỉ mô thế, hồi nãy nóng thì mất nhiệt, còn 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 lạnh thì nó sinh nhiệt, nó co mạch, nó rung, nó đánh bồ cạp, rồi nói chung là nó tỏ là sinh nhiệt à, cho nên nó có sự cân bằng. Nhưng mà khi mà prostaglandin nó xuất hiện thì bắt đầy lúc này là mấy em nó làm mất cân bằng,
tăng sinh nhiệt, giảm mất nhiệt và nó gây sốt. Cho nên thuốc hôm nay mà chúng ta hạ sốt là chúng ta làm ức chế một rất tạng đi này, cho nên nó giảm đau, nó hạ sốt được. Còn nói về viêm, viêm cũng là cái phản ứng của cơ thể thôi mấy em. Nó quy động bạch cầu đại đại đại, đại thực bào, nó tới 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 thực bào cái ổ viêm. Cho nên tại sao mà viêm nhiễm trùng mình xét nghiệm máu bạch cầu nó tăng là vậy. Nhưng mà cái chất mà nó tham gia vào quá trình viêm cũng kể nhiều lắm, nhưng mà cái vai trò của prostaglandin cũng 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 rất là quan trọng, nó tham gia vào quá trình viêm. Cho nên thuốc hôm nay chúng ta chống viêm là chúng ta ức chế thành lập nó, thì nó chống được quá trình viêm liệt. Thì khái niệm về cái cơ chế bệnh sinh mấy em sẽ đã học vào phần sinh lý bệnh. Nhưng mà mấy em thấy rõ ràng cái triệu chứng mà viêm á, nó sưng nóng đỏ đau ha, sưng nóng đỏ đau. Và cái thuốc hôm nay chúng ta uống á, là nó phân bố vào cái mô hoặc dịch khớp cái chỗ viêm nó hay, cũng như là giảm đau. Đau mà đau ngoại biên thôi nha, nhức đầu, đau cơ, đau răng rồi thôi, chứ đau nội tạng thuốc hôm nay chúng ta chưa có học ha. Nhưng mà nói về cái đau ngoại biên nó chỉ đi đây, từ ngoại biên nó dẫn đến sừng sau tủy sống giai đoạn này thôi. Còn nếu mà từ sừng sau tủy sống lên vỏ não thì giảm đau trung ương này. Cho nên nói về cái phân loại thuốc giảm đau á, chúng ta có hai loại lớn mà giảm đau trung ương, ví dụ như thuốc giảm đau gây nghiện là morphine đó, và giảm đau ngoại biên, giảm đau hạ số kháng viêm. Chắc mấy em đi thực tập bệnh viện mấy em có nghe mấy thuốc này rồi, meloxicam nè, có biệt dược là Mobit đó, Diplo, mấy em có biệt dược là Voltaren đó, etoricoxid, celecoxib, ibuprofen, là mấy thuốc này là nấu tới thuốc này là đau do viêm. Hai cái nhóm thứ hai đó là paracetamol. Giảm đau ngoại biên thứ ba thầy muốn nói là chỉ giảm đau đơn thuần thôi, thuần túy này, ví dụ như loctavenin này, loctavenin này, chứ nó không có tác dụng mà kháng viêm hạ sốt gì cả. Rồi ngoài ra thì mấy em có những cái thuốc giảm đau phụ, ví dụ như đau do co thắt cơ trơn, cái cơ mà nó bao quanh cái tạng rỗng mình á, ví dụ ruột nè, tử cung nè, đó, thận nè, phế quản rồi đó, người ta gọi là cơ trơn nó co thắt. Thì chúng ta nếu mà đau, ví dụ như cơn đau quặn thận rồi đó, thì chúng ta dùng những thuốc chống co thắt cơ trơn. Còn nếu mà nó đau ở cái cơ mà nó co thắt, cái cơ nào mà bám vào xương á, cơ mà bám vào xương á, thì lúc này thì gọi là cơ vân. Mà ví dụ đau cột sống cổ nè, đau thắt lưng rồi đó, thì chúng ta dùng thuốc giãn cơ vân. Mấy em cũng có nghe là đau do thần kinh, đau do thần kinh, nó là một cái chuyên đề riêng. Thường chúng ta dùng cái thuốc chống động kinh, thuốc chống nhồi cảm để điều vậy. Còn nói về cái bậc thang giảm đau thì hôm nay chúng ta chỉ học thuốc giảm đau bậc 1 thôi. Giảm đau bậc 1 thôi. Đó, giảm đau bậc 1. Ví dụ như đây, paracetamol, NSAID, bây giờ này chúng ta là đau bậc 1 thôi. Nếu mà đau bậc 1 nó ứng với cái thang điểm là 1 đến 3 điểm đó mấy em. Nếu mà mình đo cái cường độ đau á. Còn đau vừa gọi là đau trung bình, thì mấy em có thuốc đại diện là codeine hay là tramadol, ta gọi là giảm đau gây nghiện nhẹ. Mà uống thuốc này mà nó không giảm, mấy em đừng có tăng liều. Mấy em tăng bậc bậc 3 là thuốc giảm đau gây nghiện á, một phim rồi đó, này là đau dữ dội đó. Ví dụ đau do ung thư giai đoạn cuối rồi đó ha, thì đó, hoặc là đau hậu phẫu, đau sau khi mổ rồi đó, chúng ta dùng. Bây giờ chúng ta vô cụ thể bài hôm nay, thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm. Thì nhóm thuốc này nó có một cái tác dụng không mong muốn chung là vậy. Nói chung là trong cái nhóm này nó có chung về cái tác dụng không mong muốn này. Nhất là trên tiêu hóa, nó gây kích ứng dạ dày kinh khủng lắm. Nó gây kích ứng dạ dày là mình sốt ruột, cảm thấy đói bụng khi mình uống á. Mấy em mà uống lúc bụng bụng đói uống thuốc này vô nó cồn cào dạ dày lắm. Cho nên thuốc này khi mà cho bệnh nhân uống, mấy em phải dặn bệnh nhân là ăn no rồi uống để tránh kích ứng. Nhưng mà ăn no không có nghĩa là tránh bị loét dạ dày. À, thuốc này có đặc tính là uống liều cao mà kéo dài lại loét dạ dày liền, thậm chí có khi là nó gây xuất huyết tiêu hóa, chảy máu dạ dày luôn nha. Đó. Cho nên là thuốc này là chống chỉ định bệnh nhân mà đang bị loét dạ dày tiến triển không nên dùng. Cái thứ hai tác dụng không muốn chung của nhóm thuốc này là mấy em nghĩ tới
rối loạn đông máu, nó gây kéo dài thời gian chảy máu. Cho nên những cái bệnh nhân mà đang có cái bệnh đang chảy máu không có dùng thuốc này được. Rồi trên thận có thể gây phù, tăng huyết áp, có thể gây suy thận. Đó. Đặc biệt cái nhóm thuốc này nó dễ gây dị ứng, nó giống như kháng sinh vậy đó. À, nó dễ gây sốc phản vệ luôn á, mấy dạng chích á, phải cẩn thận. Đặc biệt là nó gây phản ứng quá mạnh là co thắt phế quản á mấy em. À, có thể là lên cơn hen luôn khi uống thuốc này. Đó là cái tác dụng không muốn chung của nhóm này. Còn chống chỉ định thận trọng phải lưu ý từ cái tác dụng không muốn mình suy ra thôi. Ví dụ thuốc này nó gây lét dạ dày thì thuốc này không nên dùng cho bệnh nhân đang bị lét dạ dày tá tràng. Thuốc này nó gây suy thận nè, đó trên bệnh nhân suy thận. Đặc biệt thuốc này không nên dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú. À, nó qua nhau thai được mấy. Nhất là nó qua sữa mẹ được. Những phụ nữ mà 3 tháng cuối uống vô khó sanh, sanh đẻ khó, tử cung nó co bóp được. Còn nếu mà sanh được các em thì nó lại gây chảy máu, tại vì thuốc này gây rối loạn đông máu mà. Mà khi đã dị ứng với thuốc này rồi thì thuốc những cái thuốc trong cùng nhóm có khả năng dị ứng gọi là dị ứng chéo. Rồi cái chất đầu tiên thầy muốn nói đó là aspirin trong cái nhóm kháng viêm nonsteroid. Thì mấy em biết aspirin này có từ lâu đời. Năm 1899 là người ta đã tìm aspirin. Năm 1899 là có, mà giờ 2021 aspirin vẫn còn xài. Thế những cái thuốc mà cổ điển trước đây đó là người ta đã bỏ hết rồi. Bởi vì có những cái thuốc mới nó thay thế, nó hiệu quả hơn nhưng mà độc tính thấp hơn, nhưng mà aspirin không thay được nó. Về cái cơ chế tác động thì mấy em nhìn lên tương đối hơi phức tạp, nhưng mà nếu mà thầy tách nhánh ra thì nó sẽ đơn giản hơn, nhưng mà thầy sẽ giới thiệu chung trước. Đầu tiên là trên màng tế bào của em, phospholipid á, trên màng tế bào này nó có chất phospholipid A2. Đây phospholipid A2 dấu cộng là kích thích đó em, nó mới kích thích cái thằng phospholipid này, nó tạo thành axit arachidonic. Đây axit arachidonic, axit arachidonic này nè, bắt nguồn từ đây này nha. Nó có hai con đường nó đi. Nếu mà tôi đi qua con đường bên đây, bên tay trái, thì nó có cái men lipoxygenase, nó tạo thành những cái leukogen này nè. Thằng này nó cũng gây viêm nha, nhưng mà nó có đặc biệt cái là nó gây co thắt phế quản, cho nên nó có thể gây lên cơn hen luôn. Đó. Nó tăng tính thấm vào mạch, phù nề. Nhưng mà cái nhánh này chúng ta không có học hôm nay, thì chúng ta học cái nhánh bên đây. Dĩ nhiên nó có hai con đường ở đây nha. Mà nhánh bên đây nó chủ yếu là nó thành lập những cái prostaglandin. Mà cái điều quan trọng là prostaglandin này nè, nó được tạo bởi thằng cyclooxygenase 1 hay là 2. Bây giờ thầy mới suy ra đây. Nếu mà đây phospholipid tạo axit arachidonic nè, cái nhánh bên đây thầy không có nói nữa ha, thầy nói nhánh bên đây thầy chẻ ra prostaglandin 1, prostaglandin 2, em thấy chưa? Nhưng mà thực tế mà em cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2 á, thầy gọi là cốc 1 cốc 2 nha, nó là enzyme á, nó giống nhau như hai anh em sinh đôi á, nó giống nhau vậy nè mấy em, cốc 1 cốc 2 á. Nhưng mà cái thằng cốc 1 này nè thì nó có sẵn ở trong máu, còn cốc 2 nó ít lắm. Nhưng mà khi có yếu tố kích thích, ví dụ như viêm rồi đó, tổn thương cơ rồi thì nó mới xuất hiện. Bây giờ thầy mới nói cốc 1 chứ đi. Tại sao cốc 1 thì nó có sẵn trong máu, thầy gọi là cái enzyme nội tại á, nó tạo nên những cái prostaglandin cần thiết cho cơ thể. Đó, cốc 1 đó nha. Mấy em lưu ý nha, cốc 1 nó kích thích axit arachidonic, nó tạo những prostaglandin cần thiết. Đó, mình nhớ cái điểm đó đi. Thí dụ nha, prostaglandin E2 đi. Cái nhiệm vụ của nó là nó tiết cái chất nhầy ở dạ dày. Nó co bóp tử cung. Cho nên mấy phụ nữ mà sanh á, đau bụng sanh là nó xuất hiện.
Còn cái chất nhầy ở dạ dày không có đó là chúng ta bị loét, axit nó sẽ tấn công vô niêm mạc, nhờ có chất nhầy lưu lượng máu tới là nhờ này, nói chung là nó bảo vệ dạ dày. Prostaglandin F2 alpha là nó bơm máu tới thận, nó bảo vệ thận. Còn rhomboxan A2 này nó có trong tiểu cầu, nó làm cho máu nó đông lại, nó kết tập tiểu cầu lại làm cho máu nó đông lại, không có nó là chúng ta bị chảy máu liền đó. Tương tự I2 nó có nội vào luôn, thận não rồi nó có luôn. Nói chung những cái prostaglandin này nó được tạo với cốc 1 là cần thiết, còn đối với cốc 2 nó tạo ra prostaglandin là không cần thiết. Mà prostaglandin cái thằng cyclooxygenase 2 này nè, men cốc 2 này nè, nó trong máu ít lắm, nhưng mà chúng ta bị yếu tố kích thích thì nó kích thích axit ergogenic, nó tạo những prostaglandin gây sốt, gây đau, gây viêm. Nếu mà cái cơ chế mà chúng ta hiểu rồi, như vậy mình uống thuốc vô á thì mình mong muốn nó ức chế cốc nào, có nghĩa là tôi mong muốn nó ức chế cốc 2, tại vì cốc 2 này nó tạo những prostaglandin gây sốt, gây đau, gây viêm, tôi ức chế nó thì tôi chống viêm, giảm đau, hạ sốt. Còn nếu mà nó ức chế cốc 1 thì nó gây ra một loạt những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ ức chế cốc 1 nó không tạo rhomboxan A2 mà bình thường này nó kích tập tiểu cầu, còn không có nó sẽ gây chảy máu. Bình thường cốc 1 nó tạo prostaglandin E2, nó giúp tăng cái chất nhầy bảo vệ dạ dày, không có nó thì gây loét dạ dày. Bình thường cấp 1 nó kích thích axit ergogenic, nó tạo prostaglandin F2 alpha thì nó bơm máu tới thận, nó nuôi thận, không có nó thì chúng ta bị suy thận. Cho nên nói về aspirin thì aspirin nó mang, nó khác biệt với những cái thuốc khác cái chỗ là nó ức chế cái thằng cốc 1 với cốc 2 nó bằng nhau 50-50, nhưng mà nó đặc điểm cái thứ hai nữa là nó ức chế không hồi phục, có nghĩa là cái men cốc 1 cốc 2 này nó hư luôn, hư vĩnh viễn luôn nha, không tạo lại được. Nó bằng một cái đời sống tiểu cầu là 7 đến 11 ngày nó mới có cái mới đó. Cho nên cái câu hỏi mà mấy em đánh trắc nghiệm á, thầy hỏi cái cơ chế tác động của aspirin là đó, mấy em nhớ cho thầy chữ không hồi phục, ức chế cyclooxygenase không hồi phục, ngăn cản thành lập prostaglandin, nhớ cái chữ không hồi phục. Những cái thuốc sau là nó có hồi phục, còn nó đặc biệt là không hồi phục. Nhưng mà nó ức chế cốc 1 cốc 2 bằng nhau cho nên nó giảm đau, hạ sốt, kháng viêm có đó, nhưng mà nó cũng gây rất nhiều tác dụng phụ ha. Đầu tiên thì nói về cái cốc 1 cốc 2 như những cái thuốc nào mà nó ức chế cốc 1 bằng cốc 2 đó, thì cái thuốc đó thì gọi là ức chế không chọn lọc, chẳng hạn như aspirin, bây giờ mấy em nhìn lên đây, nếu mà ức chế cốc 1 bằng cốc 2 thì gọi là ức chế không đặc hiệu hay không chọn lọc, mấy em có điển hình aspirin. Còn nó ức chế cốc 2 nhiều hơn cốc 1 và khoảng từ 2 đến 100 lần thì mấy em có chế, thì cái chất đó thì gọi là nó ức chế ưu tiên. Ví dụ như meloxicam. Còn nếu mà nó ức chế cốc 2 nhiều hơn cốc 1 hơn 100 lần luôn thì gọi là ức chế đặc hiệu hay là chọn lọc. Thì mấy em có cái thuốc etoricoxib. Đó. Nếu mà thầy bị viêm khớp, thầy mong mỏi á, thuốc vô á, nó giảm viêm, giảm đau nhức cho thầy. Nếu mà ba nhóm này tôi sẽ chọn nhóm nào? Tôi sẽ chọn cái nhóm cuối cùng, bởi vì nó ức chế cốc 2 đặc hiệu luôn, cho nên cái độc tính trên tiêu hóa nó hình như là rất thấp luôn. Đó. Cho nên là không ai á, những cái thuốc ức chế đặc hiệu này nè, nó kháng viêm thì mạnh đó, độc tính trên dạ dày trên tiêu hóa thì thấp á, tại vì ức chế cốc 2 nhiều hơn cốc 1, nhưng mà nó lại tăng nguy cơ độc tính trên tim à, nó tăng nguy cơ độc tính trên tim. Cho nên chúc mấy em học nhóm này mà thầy gọi là thuốc nào mà thuốc ức chế ưu tiên chọn lọc trên cốc 2 á, thì mấy em nghĩ tới độc tính của nó là trên tim.
kinh tế mạnh. Mấy em thấy cái tác dụng dược lý của nó, nhưng mà aspirin ức chế cúc một bằng cúc hai, tại có cái câu nói như vậy nè mấy em. Thầy nói aspirin thì nó ức chế là không không nó ức chế là không hồi phục rồi, phải không mấy em? Đó. Thầy nói ví dụ như có mình một bệnh nhân bị hen phế quản đi, bệnh nhân có tiền sử dị ứng nha mấy em, bị hen phế quản, bệnh nhân bị hen phế quản rồi sau đó uống aspirin bị khởi phát cơn hen, người ta mới hỏi lý do aspirin nó làm tăng cái nồng độ chất nào sau đây trong máu. Tăng nồng độ chất nào sau đây trong máu? A là histamine, B là prostaglandin, C là leukotriene. Thôi bỏ cái D đi cho mấy em gọn lại chút, theo mấy em thì nó làm tăng chất nào, mấy em có biết không? Đó. Tại vì cái cơ chế nó vậy nè, đây nè, aspirin nó ức chế cốc 1 với cốc 2 bằng nhau, có nghĩa giờ nó ức chế cả hai luôn đó, ức chế cả hai luôn ha. Đó. Thì mấy em thấy á, đây nè, nó ức chế cả hai thì nó phải cái thằng acid reflux nó sẽ đi qua hướng này và nó tạo rất nhiều leukotriene và nó gây co thắt phế quản, nó gây cơn hen, vậy câu trả lời đó là do tăng leukotriene chứ không phải là tăng cái prostaglandin hay histamine gì cả ha. Bây giờ chúng ta nói về cái tác dụng dược lý của aspirin, nó giảm đau với nó hạ sốt thì thôi, cái cơ chế kháng viêm thì thôi thèo khỏi nói nữa ha, do nó ức chế vừa giảm đau hạ sốt kháng mấy, mấy em biết không? Aspirin á, nó có tác dụng giảm đau hạ sốt kháng viêm, nhà nó ức chế cốc mấy, cốc 1 hay cốc 2? Cốc 2 ha, do nó ức chế cốc 2 đó, nó không tạo rất tăng gây sốt gây đau gây viêm đó. Nhưng mà nếu mà nói về hạ sốt thì nó chỉ hạ sốt cho những người mà có thân nhiệt cao thôi, chứ người mà thân nhiệt bình thường là nó không có hạ nữa, đã 37 độ nó khẳng định rồi aspirin nó không có hạ ha. Về cái cơ chế thì thôi thầy gọi nó nữa, nhưng mà nó tác dụng mà chống cái tập tiểu cầu, nó hơi đặc biệt. Mấy em hình dung như vậy, ở cái tiểu cầu ở trong máu của mình á, nó có cái men mà romosan synthetase, nó tổng hợp prostaglandin này nè, đó, nó tổng hợp prostaglandin này chính là romosan A2 này nè, thằng này nó gây đông máu kết tập tiểu cầu mà, nó gây đông máu. Nếu mà thằng này mà nó tạo ra nó gây đông máu thì cơ thể mình không thể tồn tại được, phải không? Máu nó đâu có tuần hoàn được. Thì ở nội mạc mạch nó có cái men prostaglandin này nè, nó tổng hợp thành prostaglandin này nè, prostaglandin này nè, chứ nghĩa là prostaglandin A2 nè, thì nó lại gây chảy máu. Cho nên hang này nó đối lập với nhau, cho nên máu nó lưu thông bình thường. Nhưng mà khi mà mấy em uống aspirin vô, nó mới ức chế này nè, romosan A2 nè, ức chế cái men này chứ không có này, mà thằng này thì gây đông máu không có nó, thì bắt đầu bệnh nhân bị chảy máu, nên thầy mới gọi là tác dụng chống cái tập tiểu cầu. Mà tác dụng này chính là tác dụng mà đặc trưng, tác dụng quý của aspirin, cho nên nó mới tồn tại, chứ thôi là nó không tồn tại. Cho nên cái tác dụng mà chống cái tập tiểu cầu này á, là do nó ức chế thằng cốc 1 hay cốc 2, mấy em hiểu này không? Hồi nãy aspirin mà nó giảm đau, nó hạ sốt, nó kháng viêm thì nhà nó ức chế cốc 2, nhưng mà nó chống cái tập tiểu cầu, nó gây 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 chảy máu á, là do nó ức chế cốc 1 nha, chứ không phải cốc 2. Còn tên là phải acid uric thì ngày nay người ta không có dùng nó để trị bệnh gút, em bệnh gút em hay gọi là bệnh thống phong á, tại vì liều thấp á thì nó làm giảm đào thải acid uric,
còn liều cao thì nó làm tăng đào thải acid uric ha. Nhưng mà ngày nay người ta không có dùng nữa, tại mấy em muốn dùng phải dùng liều cao. Nó tăng đào thải acid uric thì nó giảm nồng độ acid uric máu thì nó trị được bệnh gút, nhưng mà 5 gram ngày là bệnh nhân bị lét dạ dày, cho nên ngày nay người ta không có dùng để đào thải acid uric nữa. Còn nói về dược động học của aspirin, dược động học là mấy em nghĩ tới là hấp thu, phân bố, chuyển hóa, đào thải, nhất là hấp thu. Mấy em cho đường uống á, mấy em nó vào máu cũng khá tốt á, nhưng mà nó gây kích ứng dạ dày nha. Nhưng mà khi vào máu rồi nó bắt đầu nó phân bố, đặc biệt là thuốc này nó qua nhau thai. Nhưng mà khi mà nó vào máu á, nãy thầy nói nó gắn lên cái rồi tương tương, nãy thí dụ nha, hồi nãy thầy nói thí dụ paracetamol mấy em uống cái mấy em qua gan mất đi 10, nó còn 490, cái nó vào được trong tuần hoàn, nó vào được trong huyết tương á thì nó gắn khoảng 300, rồi 190 nó không gắn, 190 không gắn mấy em gọi là dạng tự do, còn 300 nó gắn mấy em gọi là dạng kết hợp á. Nhưng mà đối với aspirin nó không phải gắn 300 đâu, nó có thể gắn lên 400, thấy lực mạnh lắm. Aspirin nói riêng, non-steroid nói chung là nó gắn lên cái rồi cái tương là từ 90 đến 99% luôn, gắn rất là mạnh. Mà khi mà nó gắn mạnh rồi, những cái thuốc dùng chung dễ bị nó đẩy ra, mà những thuốc dùng chung mà bị đẩy ra thì ở dạng tự do thì nó lại tăng độc tính ha. Cái đó là đặc trưng, để chút thầy sẽ nói một cái tương tác đó. Cho nên mới hình dung cái hình nó như vậy nè. Đây, aspirin nó vào được vào vào dòng tuần hoàn này nha. Đây, nó vào được trong máu nè, trong huyết tương á. Cái gặp cái rồ tiên huyết tương nè, nó mới gắn lên nè. Đây, thì cái này mới gọi là dạng kết hợp nè. Nó nằm yên, nó giống như cái kho, nó giữ dùm. Nhưng mà không phải nó gắn hết đâu, nó phải chừa, nó gắn không được. Do cái ái lực nó yếu. Thì thằng này thầy mới gọi là dạng tự do, thằng này nó mới phân bố, và chính thằng này nó mới có tác động nha, mới có tác động. Nhưng mà nó sẽ nảy sinh ra một cái trường hợp như thế này, ví dụ như bệnh nhân này, ví dụ như bệnh nhân này đi khám bệnh lý do là bệnh đái tháo đường, nhưng mà đồng thời bác sĩ mới phát hiện chẩn đoán bệnh nhân là có bệnh lý về mạch vành, nó có nguy cơ là nhồi máu cơ tim. Cho nên cái đơn thuốc phải vừa cho thuốc trị đái tháo đường, vừa cho aspirin. Tonbutamide là nó làm cho đường huyết hạ, còn aspirin là nó chống cái tập tiểu cầu, nó không cho cái cục máu đông, cho nên nó phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Nhưng mà tôi phải uống đồng thời. Nếu đồng thời thì nó đều gắn lên cái rồi huyết tương hết, hai thằng nó đều cho gắn hết, cho nên thuốc nó gắn lên rồi huyết tương, nó không có chuyên biệt, thằng nào nó cũng cho gắn á, thằng nào nó cũng cho gắn hết. Và nó cũng có dạng tự do, mà chính dạng tự do này nó mới có tác dụng. Nhưng mà cái dạng tự do nồng độ nó không có cao, cho nên cái đường huyết nó hạ rất là êm dịu. Nhưng mà cái dạng kết hợp mà hai thằng mà nó cùng gắn lên rồi tương tương á, thằng nào mà nó mạnh, nó gắn nhiều, nó đẩy thằng gắn yếu ra. Như hồi nãy mấy em học, nãy thầy nói đó, aspirin nó gắn có thể là 90 đến 99%. Cho nên á, nó đẩy cái thằng tonbutamide ra ở dạng tự do. Vậy cái tổng cái lượng tự do của tonbutamide nó tăng lên, cho nên làm cho bệnh nhân hạ đường huyết quá mức, nó nguy hiểm. Hả? Okay. Cái chỉ định là mấy em, nếu mà mấy em dùng aspirin mà để giảm đau hạ sốt kháng viêm thì mấy em phải dùng liều cao. Đó, mấy em phải dùng liều cao. Cho nên là, nhưng mà trước đây á thì người ta dùng, bây giờ ngày nay người ta không dùng nữa mấy em. Không phải là nó không có tác dụng. Người ta trước đây người ta dùng lại vì chưa có những cái thuốc thay thế. Mà em muốn dùng giảm đau hạ sốt em phải dùng liều cao.
mà liều cao đồng nghĩa với là bệnh nhân bị tác dụng phụ là chảy máu đó, loét dạ dày, nói chung là rất nhiều tác dụng phụ của aspirin, nên ngày nay người ta không dùng nữa. Là nhưng mà không dùng là tại có thuốc khác thay thế an toàn hơn nha, chứ không phải là nó không có tác dụng. Nhưng mà chỉ định mà aspirin để giảm đau hạ sốt kháng viêm này nhờ ức chế cốc mấy mấy em, cốc hai nha, nhớ cái điểm đó nha, nhờ ức chế cốc hai. Nhưng mà khi đánh trắc nghiệm á, thầy nói chỉ định là sau đây có aspirin ngoại trừ, mà thầy nói kháng viêm hạ sốt rồi mấy em ngoại trừ mấy này là mấy em sai nha, nó có à, tại người ta không dùng nữa thôi, cho nên mình thi lý thuyết mà mình không có loại nó được. Nhưng mà cái tác dụng quý của aspirin mà nó từ 1899 đó nha, đến nha, giờ này là 2021 mà nó vẫn tồn tại là nhờ tác dụng này nè. Có nghĩa là nhờ cái tác dụng chống chất độc tiểu cầu. Cho nên những cái bệnh lý như mạch vành, nhồi máu cơ tim là nó là được thuốc đầu tay, nó được chỉ định. Tại vì người ta sợ cái cục máu đông đó mấy em, nó làm tắc nghẽn. Đó, máu nó không bơm về tim được. Tim nó thiếu máu rồi, nó đâu bơm lên não được. Và bệnh nhân có thể bị đột quỵ. Cho nên người ta uống aspirin để người ta dự phòng, người ta phòng ngừa cái cục máu nó đông làm tắc tắc cái mạch vành lại. Cho nên thuốc mà aspirin mà để chống cái tập tiểu cầu trong cái bệnh lý mạch vành hay là phòng ngừa nhồi máu cơ tim á, là quý á, quả aspirin rất là quý. Nhưng mà nó có đặc điểm gì nè mấy em, thì thấp rồi nha. Nếu mà mấy em dùng aspirin mà để kháng viêm, để hạ sốt đó, để giảm đau thì phải liều cao. Liều cao thì nó đồng nghĩa với là loét dạ dày. Còn aspirin mà để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, có tác nhờ cái tác dụng chống cái tập tiểu cầu á, là do aspirin ức chế cốc 1 đó, chứ không phải cốc 2 nha. Giảm đau hạ sốt thì nhờ nó ức chế cốc 2, còn chống chống cái tập tiểu cầu là nhờ ức chế cốc 1. Nhưng mà liều thấp rồi nha, liều càng cao thì tác dụng lại càng giảm, nó ngược lại với thằng kháng viêm giảm đau hạ sốt. Thằng này liều liều cao là nó giảm tác dụng, trong khi kháng viêm giảm đau hạ sốt aspirin thì liều thấp nó không có tác dụng. Nhưng mà để giải thích tại sao mà là liều thấp nó có tác dụng mà liều cao nó lại yếu của aspirin á, ngược đời với người ta. Hồi nãy cái hình mà mấy em thấy thấy hình mà thầy gọi là đối lập á, Romosana-2 thì gây đông máu, prostaglandin mà I2 thì gây chảy máu, nhớ không, nhớ cái men mà cystalin không đó. Cho nên hai này nó đối lập với nhau, mà tôi bây giờ tôi đang mong muốn là ngăn cái tập tiểu cầu lại, cho nên tôi dùng liều thấp. Mà hiện nay trên thị trường nó có cái viên 81 mg cho uống một viên, thì khi vào máu á, nó chỉ ức chế Romosana-2 thôi. Đây nó ức chế này, và thằng này thì gây đông máu mà, cho nên nó ngăn cản cái cục máu đông. Nhưng mà liều thấp nó lại không ức chế I2, mà I2 bản thân nó là gây chảy máu, cho nên tác dụng nó rất là mạnh. Nhưng mà cái thời gian mà nó gây, nó phòng ngừa được nhồi máu cơ tim á, thời gian mà nó ngăn cái cục máu đông á rất là dài, có thể bằng 7 đến 11 ngày. Cái ngày này là ở đâu mấy em? Cái đời sống tiểu cầu á, bởi vì nó ức chế không hồi phục, ức chế không hồi phục rồi. Cho nên á mấy em nhìn lên đây nha, liều thấp á thì nó chỉ ức chế này mà nó không ức chế thằng trên, mà thằng trên thì gây chảy máu, thằng dưới thì gây đông máu. Giờ tôi ức chế thằng dưới gây đông máu để cho nó chảy máu nhiều, cũng như là nó ngăn cái cục máu đông đó, cho nên hiệu quả liều thấp nó rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà mấy em dùng liều cao thì nó ức chế cả hai, mà tôi đang mong muốn là chỉ ức chế này thôi, thằng này nó gây kích thích tiểu cầu mà, tôi chỉ mong muốn ức chế này thôi chứ tôi không muốn ức chế này. Nhưng mà liều cao nó ức chế luôn, cho nên liều cao nó tác dụng không bằng bằng liều thấp là vậy. À, nói về độc tính thì nãy độc tính chung thì nói rồi, chân tiêu hóa thì nó gây kích ứng, gây sốt ruột cồn cào khi bụng đói á, nhưng mà nó vẫn gây loét à, chứ không phải là uống bụng no, uống ăn cơm no và uống nó không bị đâu nha. Rồi trên máu thì nó gây chảy máu, kéo dài thời gian chảy máu. Trên thận thì nó gây phù suy thận, hô hấp thì nãy nó gây co thắt phế quản. Đặc biệt là liều cao mà mấy em kéo dài nó gây hội chứng salicylic, có nghĩa là yếu sức lực á. Nhưng mà đặc trưng của aspirin mà độc tính mà người ta không dám dùng cho trẻ em á, trẻ em dưới 12 tuổi á, bởi vì
những cái trường hợp mà sốt mà do CV thì aspirin nó nguy hiểm, nó gây cái hội chứng Gray này đó, người ta gọi là hội chứng não gan đó mấy em. Đây cái triệu chứng của bệnh nhân là nôn ói, tổn thương tế bào gan đó, và cái tỷ lệ tử vong nó gần 35%, rất là cao. Cho nên em bé mà nó nóng sốt á, đừng có cho uống aspirin nha. Đó, nó gây cái hội chứng Gray này rất là nguy hiểm. Cái thận trọng chống chỉ định thì lưu ý cái độc tính nó gì thì mình chống chỉ định đó, nên nó gây lét dạ dày thì bệnh nhân bị lét dạ dày không, bệnh nhân có bệnh gì chảy máu không nên dùng. Ví dụ như em bé mà nó bị tay chân gì sốt xuất huyết đi, nó nóng sốt quá tôi muốn hạ sốt nên cho aspirin rất nguy hiểm liền. Người ta đã xuất huyết rồi mà mấy em cho uống vô là chảy máu ồ ạt à. Cho nên hạ sốt tốt nhất là paracetamol. Cho nên á, cái câu hỏi này hỏi chứ chỉ định nào sau đây có aspirin ngoại trừ, thì cái câu nào mà có số trẻ em mà sốt nhiễm CV là ngoại trừ không được dùng à, à đặc trưng vô đó. Thì hồi xưa nó nhiều dạng lắm em, nhưng mà đến thời buổi này nha chỉ còn có một dạng duy nhất là aspirin 81 thôi, chứ mấy dạng khác người ta không sản xuất nữa. Cái dạng mà aspirin mà hạ sốt là 650 hay là 500 á, hồi xưa thầy cũng hay thường dùng lắm. Hồi xưa nó có dạng mà tan trong ruột aspirin 78 à. Hồi xưa mà thầy nhức đầu thầy ưa chuộng thằng này lắm. Tại sao thầy ưa chuộng không? Nó vừa thầy cứ nghĩ là tôi uống cái này là nó vừa giảm đau, vừa hạ sốt mà nó phòng ngừa được nhồi máu cơ tim. Hồi xưa tôi cứ nghĩ vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình coi là cái lệ bây giờ mình học á, mình mới biết cái liều hồi xưa á, là liều 500 nó không có tác dụng để phòng ngừa, liều thấp nữa nha, liều thấp là phải dưới 300, mà hiện giờ là ly 81 à. Thứ hai nó cũng có dạng tiêm, như giữa dạng tiêm với dạng uống mấy em dễ làm lại nhầm lẫn vậy nè. Thầy hỏi trên lớp á, do online thầy hỏi mấy em cũng được thôi, nhưng thầy hỏi với giữa dạng uống với dạng tiêm á, dạng nào mà nó gây lét dạ dày là nhanh với nặng hơn, đa số mấy em trả lời là viên uống, nhưng mà thực tế là dạng tiêm. Giữa dạng tiêm dạng uống thì cái dạng nào vào máu nhiều nhất thì dạng tiêm mày, thì vào máu nhiều nó mới ức chế cốc một nhiều và nó gây lét, cho nên mình đừng uống cái vào máu cũng không có nhiều, cho nên không phải là nó gây lét nặng hơn. Nhưng mà có cái nhà bệnh nhân mà đang lét tiến triển cái mình cho uống cái nó tiếp xúc trực tiếp với cái ổ lét nó làm tổn thương nó lan rộng ra thêm thôi, chứ bản chất nó ức chế cốc một nó hấp thu nó yếu không bằng dạng dạng chích nha. Rồi cái thuốc thứ hai trong cái nhóm kháng viêm nonsteroid thầy muốn nói đó là metin salicylate, nó có cái biệt dược là salonbat đó. Thằng này nó chủ yếu là cái dạng thuốc dán với dạng bomat mềm tho bên ngoài á, chứ không có dạng uống. Bởi vì sao? Bởi vì metin salicylate này là mấy em uống á, là nó gây cồn cào dạ dày kinh khủng lắm, bệnh nhân nôn ói, cho nên nó chỉ có dạng dùng ngoài, mà chính dạng dùng ngoài cho nên nó chỉ định là trong trường hợp mà đau nhất tại chỗ thôi nha, đau nhất tại chỗ thôi. Nhưng mà mấy em muốn mà dán, mấy em muốn dán nó hấp thu vô sâu sâu vô á, thì mấy em lấy cái tay mình chà, mình đánh chà sát ngay chỗ mình muốn dán á, để cho nó cái lưu lượng máu nó đến nhiều lên, nó hấp thu tốt hơn. À, cho nên mấy em mà lưu ý cái cách dùng. Nhưng mà salonbát cái mùi mùi nó có người thì nó thơm, có người thì người ta không chịu đựng được. Nhưng mà khi mà ví dụ như mấy em lên 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 xe mà máy lạnh á, ví dụ như xe xe mà xe khách mà có máy lạnh á, mà mấy em dùng salonbát, một số cái người xung quanh á, người ta không có chịu cái mùi, người ta không chịu. Nhưng mà thầy thấy có một số người nhức đầu cái hay đó, thầy đứng ở nhà nhà thuốc đi, nói em bán cho chị một miếng salonbát, cái chị nói em cắt miếng vuông vuông nhỏ nhỏ giùm chị đi, là tôi biết chị này đang nhức đầu, cái chị dán vô trán với thái dương á ba miếng trắng trắng tinh vậy đó. Thứ nhất là thẩm mỹ nó không có đẹp, thứ hai cái tác dụng nó không có. Tại sao nó không có? Không, cái diện tích hấp thu nhỏ xíu à, hoạt chất nó đâu có ngấm vô được. Mấy em dán miếng 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 lớn này thì không nói gì, chứ mấy em cắt nhỏ 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 mấy em dán lên trán tâm lý thôi. Nên tôi khuyên á, là bệnh nhân này nên mua para uống thôi, chứ đừng có dán lên trán,
chừng nào mà nhức lưng, nhức bả vai, đau cột sống cổ mình sẽ mình dán lên thì được. Cái sinh hoạt bình thường mà nhức đầu ấy em dán lên nó nguy hiểm cái gì? Tại sao tôi ca? Là do cái tái dược của nó là methyl salicylate đó mấy em, nó bay vô mắt nó gây tổn thương thị giác. Mà nó tổn thương vĩnh viễn đó nha. Chứ đừng nói là dán lên trán không sao đâu. Rất nguy hiểm. Bởi vì nó có cái tái dược nó là cái methylate cồn công nghiệp á bay vô mắt. À, phải lỗi. Cho nên cái câu hỏi ôn tập mà thầy có thể là thi mấy em gặp luôn á, thầy hỏi với cái thuốc giảm đau mà dùng hoài nha, nào sau đây nha, đó khi bôi liên tục liều cao có thể gây tổn thương thị giác thì mấy em nhớ methyl salicylate, nó đặc trưng mấy em kia không có của mình đó. Bây giờ chúng ta qua thuốc kháng viêm non steroid khác. Thuốc kháng viêm non steroid khác mấy em hiểu vậy nè, có nghĩa là nó cùng nhóm với aspirin, cũng là kháng viêm không steroid nhưng mà nó khác với aspirin. Lý do là sao? Lý do aspirin ngày nay người ta chỉ còn dùng nó để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, chống cái tập tiểu cầu thôi, chứ người ta không dùng để hạ sốt, không dùng để kháng viêm, không dùng để giảm đau. Lý do gì? Bởi vì nó ức chế cốc 1 nhiều quá, nó ức chế cốc 1 bằng cốc 2 nhiều quá, mà trong khi tôi muốn giảm đau hạ sốt kháng viêm thì phải ức chế cốc 2. Thì chính cái nhóm thuốc này là nó ưu điểm hơn aspirin cái, bởi vì nó ức chế cái cyclooxygenase là có hồi phục, trong khi aspirin là không hồi phục. Vậy thôi, nó khác hai điểm đó. Thứ hai nó khác với aspirin là aspirin nó ức chế cốc 1, cốc 2 nó bằng nhau, còn thằng này nó ức chế cốc 2 nhiều hơn cốc 1. Nhiều hơn là nhiều bao nhiêu? Nếu mà nhiều từ ha là từ dưới 100 lần á thì gọi là ưu tiên, còn trên 100 lần thì gọi là chọn lọc vậy thôi. Mà chính vì nó ức chế cốc 2 nhiều cho nên cái giảm đau với kháng viêm lại nhiều. À, nhiều hơn, nhờ ít độc tính trên tiêu hóa hơn. Nhưng mà nói về giảm đau hạ sốt kháng viêm nhóm này thì kháng viêm nó chiếm ưu thế hơn aspirin, tại vì nó không cần phải dùng liều cao, còn aspirin là phải liều cao. Nhưng mà ngăn cách tập tiểu cầu nó khác với aspirin. Aspirin là có hồi phục, thằng này thì không hồi phục. À, thằng này thì có hồi phục, aspirin thì không hồi phục. Nhưng mà thằng này với aspirin bây giờ mình ca ngợi này, nhưng mà tại sao không dùng thằng này để phòng ngừa nhồi máu cơ tim mà aspirin được chỉ định nè, em có biết này không? Thằng này nó giờ mình ca ngợi nó quá nè, mình nói nó ức chế cấp 2 nè nhiều hơn cấp 1 nên kháng viêm nó mạnh hơn nè, mà nó độc tính trên tiêu hóa ít hơn. Nhưng mà khi mà qua cái phần chỉ định nè, đó qua phần chỉ định nè mấy anh ha, đau mà viêm trong các bệnh về thấp khớp, thằng này nó chỉ định đúng hơn aspirin, nhưng mà không có cái nào gọi là aspirin nó đây không có cái kháng viêm nông steroid này á mà nó để phòng ngừa về máu cơ tim, không có. Nó khác nhau với aspirin chỗ nào nè? Thứ nhất, thằng này nó kháng viêm, nó giảm đau, nó nhờ ức chế cốc 2 đó, nó nhờ ức chế cốc 2. Nhưng mà để phòng ngừa nhồi máu cơ tim á, chống cái cục máu đông á, chống cách tập tiểu cầu lại á, thì nó phải nhờ cốc 1 chứ không cốc 2. Mà ức chế cốc 1 của nhóm này với aspirin thì thằng này nó thua aspirin. Aspirin nó ức chế cốc 1 tốt hơn. Cho nên lý do thứ hai không dùng này để phòng ngừa máu cơ tim nữa là thằng này nó ức chế có hồi phục, nên thời gian ngắn là nó cái men mà cốc á, cốc 1 á nó hồi phục liền á. Còn aspirin phải đợi 7 đến 11 ngày, thời gian rất là dài, cho nên nó dùng để phòng ngừa nhồi máu cơ tim là nó hữu hiệu hơn. Ví dụ như bệnh nhân này ngày mai mà có cái sắp xếp một cái lịch mổ, sắp xếp một cái lịch mổ mà bữa nay uống aspirin là ngày mai mổ không được, mổ là nó chảy máu nha, nó mổ nó chảy máu. Nên aspirin mà nãy thầy nói đó, mấy em uống cho bệnh nhân uống 3 tháng đầu á nha, là nó đóng động mạch sớm luôn á, cái thức ăn dinh dưỡng người mẹ nuôi đứa con không được, nó siêu vào thai. Còn 3 tháng cuối là tử cung co bóp không được đó, cho nên nó khó sanh. Tại nãy aspirin nó ức chế cái thằng rostatin Y2 làm co bóp tử cung á, bây giờ ức chế nó co bóp không được cho nên bệnh nhân khó sanh. Còn nếu bệnh nhân mà sanh được thì bệnh nhân bị chảy máu, cho nên tại sao không dùng cho mình nữa có hai. Nhưng mà chỉ định chống chỉ định mấy em lưu ý cái chống chỉ định của aspirin
cũng giống như của cái năm series này nào, nó cũng giống như Aspirin thôi, nhưng mà cái khác của nó độc tính á, thì thằng này nó lại gây tăng nguy cơ độc tính trên tim. Aspirin này lại phòng ngừa mất cái tim, thằng này tăng nguy cơ độc tính trên tim. Mà nó tăng nguy cơ độc tính trên tim là bởi vì nó liên quan đến ức chế chọn lọc trình cấp 2. Đó. Nha. Cái nào mà chọn lọc trình cấp 2 là nó chống chỉ định liền. Mấy em thấy không? Celecoxib đi. Celecoxib là một cái thuốc kháng viêm non-steroid nhưng mà nó lại chọn lọc trên cấp 2. Cho nên ức chế cấp 2 thì nhiều quá thì nó sẽ đi qua con đường cấp 1. Và cấp 1 nó tạo nhiều rhombocytokine, nó gây cục máu đông liền. Cho nên mấy em thấy không, cái tờ hướng dẫn nè, dược thư này nó chống gia đình nè. Nói chung là có chẩn đoán tắc tim mạch, mấy em cho thuốc này là nguy hiểm. Cho nên để tránh ra cái trường hợp mà gây lét dạ dày, nhóm thuốc này nó khuyên mình nên uống lúc no. Nhưng mà lúc no này để tránh cái đứng thôi nha, chứ không phải tránh lét đâu. Nhưng mà phải uống nhiều nước. Uống khi ngồi hay đứng, tại những bệnh nhân bị viêm khớp hay dùng mấy thuốc này lắm. Nhưng mà uống uống xong cái người ta hay nằm liền cái thuốc này về lâu á mấy em. Nó gây trào ngược. Đó, nó gây trào ngược và nó dễ gây lét ha. Các chế phẩm của nhóm các nhóm thuốc này á, nó chỉ khác nhau T 1 phần 2 thôi mấy em. Ibuprofen là naloxen rồi đó, T 1 2 nó khác. Nhưng mà cái nhóm oxycam thì hay dài lắm nha, em thấy không, meloxicam là 20 giờ luôn. Mấy em hiểu tại cái mấy em hiểu cái 20 T 1 2 bằng 20 giờ là vậy nè. Sau khi mình cho uống á, thì 20 giờ sau á, 50% nó đào thải ra ngoài cơ thể, 50% còn trong cơ thể, 50% đào thải đó 20 giờ sau. Cho nên những cái thuốc có thời gian bán quỷ dài ngày, ta uống có một lần thôi mấy em, tại vì chiều mấy em cho uống mới cách có 8 giờ nó còn, cái quá liều á làm cho mình bị tổn thương vậy vậy em phải lưu ý điểm đó. Cái meloxicam trên thị trường nó có viên 7.5 nữa nha mấy em, để thầy ghi thêm cho mấy em thấy nè, 7.5 mg á, nó có cái 15 mg, nó có hai dạng 7.5 nè. Cho nên mấy người mà đau mà do viêm nó không có nhiều á thì mấy em cho 7.5, còn mấy người mà viêm khớp mà đau nhức đầu nhiều quá thì mấy em cho 15. Nhưng mà 7.5 với 15 á, cái thời gian bán quỷ nó vẫn là 20 giờ. Có nghĩa là sau khi uống 20 giờ sau, 50% của 7.5 này là nó đào thải ra ngoài, còn 50% còn trong thể. Hoặc là viên 15 đi, thì sau khi uống 20 giờ sau thì 50% của cái hàm lượng 15 này còn trong cơ thể, còn hơn nữa là nó đào thải ra ngoài. Chứ không phải là thời gian bán quỷ ngắn thì dùng hai lần, thời gian bán quỷ dài thì một lần ha, nó giống nhau vậy. Nhưng mà meloxicam nó có cái biệt dược là Mobis đó mấy em, nó có cái đặc trưng như nè, nó lại tác động ưu tiên trên cấp 2, có nghĩa là nó tác động cấp 2 nhiều ha, rõ ràng. Thứ hai, cái ưu điểm của meloxicam là nó ức chế ưu tiên rồi nha, nhưng mà thời gian bán quỷ dài cho nên ưu điểm của nó là ngày uống có 1 lần à, dù mấy em cho 7.5 cũng uống 1 lần thôi. Đó, ưu điểm của nó là vậy. Cho nên thầy thầy mới hỏi như nè, thầy nói với thuốc kháng viêm non-steroid nào sau đây có tác dụng ưu tiên trên cấp 2, thì mấy em nhớ meloxicam mấy em đánh ha. Hoặc là thầy nói như nè, ưu điểm của meloxicam so với thuốc kháng viêm non-steroid khác là ha, A, ưu tiên trên cấp 2, B, ngày uống một lần, C, kháng viêm mạnh nhất, D, A và B đúng. Thì mấy em sẽ chọn câu nào? Biết không? Ủa mấy em còn trên máy không vậy? D thầy. D nha. Mấy em phải chọn D, tại vì nó có hai cái là ngày uống một lần là ưu điểm nè, phải không? Mấy em muốn ngày em muốn nhiều lần mấy em quên, thứ hai là tác dụng ưu tiên cấp 2, mấy em chọn D đúng. Nhưng mà nếu mà thầy đặt câu hỏi thầy không chọn meloxicam mà thầy chọn piroxicam, thầy hỏi như nè, ưu điểm của piroxicam là cái thuốc trên này nè đó,
ưu điểm của piroxicam so với thuốc kháng viêm nonsteroid khác là A là ưu tiên như cốc 2, C là ngày uống một lần. Ủa, xin lỗi nha, A là ưu tiên cốc 2, B là ngày uống một lần, C là kháng viêm mạnh nhất, D là giá rẻ nhất. Chứ thầy không nói A và B nữa, vậy mấy em chọn cái nào? À Nó đâu có ưu tiên đâu em, nó chỉ là ngày uống một lần, tại tên hai nó dài nè, chứ nó không ưu tiên. Trong nhóm này chỉ có meloxicam thôi, cho nên mấy em phải chọn B nha. Nhưng mà cái thằng nhóm cốc xít nè, mấy em thấy cái đuôi cốc xít không, không phải ưu tiên nữa mà là chọn lọc. Cho nên khi thi mấy em thấy chữ cốc xít đó nha, thì mình hiểu nó là chọn lọc. Nhưng mà nó trước đây nhiều lắm em, bây giờ chỉ còn có hai thuốc này còn sử dụng thôi, còn mấy thuốc còn lại là chống chia, là người ta cấm sản xuất rồi. Bởi vì những cái thuốc này nè, nó gây độc tính trên tim mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim đó. Bởi vì có hai con đường nó đi, mà em chặn cốc 2 thì tôi đi qua đường cốc 1, mà cốc 1 nó tạo ra nhiều rhombocytosine là gây cục máu đông. Mà hiện nay trên thị trường nó chỉ còn celecoxib với etoricoxib thôi. Cho nên thầy hỏi như nè, thuốc kháng viêm nonsteroid nào sau đây có tác dụng chọn lọc chứ không phải ưu tiên nha, chọn lọc trên cốc 2, thì mấy em nhớ thuốc nào có chữ cốc xít thì mấy em đánh. Hoặc là thầy nói như nè, thuốc kháng viêm nonsteroid nào sau đây chống chỉ định trên bệnh nhân tim mạch, đó, bệnh nhân có bệnh tim mạch không được dùng, thì mấy em nhớ cốc xít. Đây. Nhưng mà mấy em không được phối hợp các thuốc này với nhau nha. Thí dụ mấy em đã dùng meloxicam rồi thì đừng có dùng ibuprofen nha, chẳng hạn. Hoặc là mấy em đã dùng Diplo rồi, mấy em đừng có dùng celecoxib gì đó nha. Một thứ thôi, đừng kết hợp nonsteroid chung với nhau. Mấy em kết hợp chung với nhau thì nó tăng nguy cơ loét dạ dày bệnh nhân thôi, chứ nó không có tăng tác dụng đâu ha. Mình phải tăng bậc thôi. Bây giờ chúng ta qua nhóm thứ hai, cái phần đó là giảm đau hạ sốt, chất điện nè, đó là paracetamol. Vậy nè em, cái acetanilid với phenacetin ngày nay người ta không có dùng nữa, bởi vì nó gây methemoglobin. Nó gây methemoglobin ngày nay người ta không dùng nữa. Methemoglobin là vậy nè mấy em, hemoglobin nó vận chuyển oxy, nó đem đến cái tế bào, nó đem đến mô tế bào. Nhưng mà hemoglobin nó vận chuyển oxy được tế bào đó, nó nhờ có sắt hai. Nhưng mà phenacetin với acetanilid vô nó oxy hóa sắt hai thành sắt ba, cho nên nó vận chuyển oxy không được, cho nên mô tế bào chúng ta thiếu oxy, cho nên ta mới gọi là methemoglobin. Còn paracetamol đó mấy em, nó lại không gây methemoglobin, mặc dù nó là chất chuyển hóa có hoạt tính của hai thằng cha, cho nên thằng này dùng an toàn, paracetamol dùng an toàn. Nó là có tác dụng giảm đau hạ sốt, bây giờ nó thay cho aspirin hết rồi, ngoại trừ là tác dụng chống kích thích tiểu cầu nó thay không được thôi, chứ giảm đau hạ sốt là nó thay cho aspirin rồi, còn chống kích thích tiểu cầu aspirin không có thay được. Có những người người ta bị kích ứng dạ dày đó mấy em, bị loét dạ dày, người ta uống viên 81 cũng bị đau à, cho nên lúc đó người ta thay bằng thuốc chống kích thích tiểu cầu khác, ví dụ như clopidogrel rồi đó ha. Còn giảm đau hạ sốt thằng này nó thay cho aspirin, cho nên para nó ưa chuộng hơn. Nhưng mà về dược động học mấy em lưu ý cho thầy cái điểm này đây, thì viết cái hả, thì cho cái hình này luôn đi. Đây, hồi nãy thầy có cái này, thầy ghi paracetamol đi cho mấy em dễ hiểu đi. Và ra paracetamol hồi nãy là tên hoạt chất, còn này là tên gốc ha. Rồi paracetamol đi, thầy uống vô đó, viên 500 nha, viên 500, cái nó xuống ruột, cái trước khi nó vào tuần hoàn nó qua gan nó chuyển hóa,
Hồi nãy thầy có nói với mấy em á, là nó thể thầy có thí dụ là nó qua gan nó mất đi khoảng 10 phải không mấy em, còn thuốc nó vào dòng trong ma vào trong máu là nhiêu, 490 đi, bây giờ thầy mới phân tích 10 cây 10 mg này nè, khi nó chuyển hóa ở pha 1 nha, thầy mới mới giai đoạn 1 thôi nha, thì khoảng 8 mg là nó không độc, còn 2 mg nó được chuyển hóa gan á, nó tạo thành cái chất này nè, N-acetin para benzoylinonamine, đó nó tạo cái chất này nè, cho nên á mới pha một thôi nha, nhưng mà đặc tính của cái chất này nè, nó gặp protein tế bào gan nó gắn lên, nó gặp protein tế bào gan nó gắn lên và nó làm hoại tử tế bào gan, hư gan mình đó, nhưng mà không sao, mặc dù bản chất nó vậy nhưng mà nó còn pha hai nữa, nó tiếp tục nó đi pha hai, pha hai gọi là phản ứng liên hợp, có nghĩa là trong gan chúng ta có chất glutathione nó mới gắn lên cái chất này nè, nó tạo thành cái hợp chất này nè, mercaptorid nè, cysteine lại không độc, cái nó tan trong nước, nó theo thận thải ra, thành ra mình uống viên paracetamol bình thường thôi mấy em, đừng có lo, tại vì trong gan chúng ta có chất glutathione nó giải độc đó. Nhưng mà khi mình uống liều cao và kéo dài thì paracetamol này nè, nó tạo thành cái chất N-acetin benzoylinonamine này nè, không phải là 2 mg, có thể là 10 mg, 20 mg, nhưng mà glutathione nó đâu có đủ, thành ra cái lượng này nó tăng cao lên này, nó gây hoại tử tế bào gan à, cho nên cái cơ chế mà cái gây độc rất là rõ. Nhưng mà trên thực tế những cái trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc á, không phải là người ta lấy viên một một lọ paracetamol ra người ta tự tử người ta uống, cho nên kéo dài liều liều cao là vậy, không phải có những người người ta ngộ độc à, nó do paracetamol nó bán ở nhà thuốc á, là hàng OTC, có nghĩa là hàng không cần cái đơn, mà mấy em mua bao nhiêu vỉ tôi cũng bán, nên mấy em lại nói bán cho tôi 5 vỉ 2 3 câu người ta bán đi, bán tôi 5 vỉ 3 Panadol người ta bán đi, nó đâu phải là thuốc kê đơn, nhưng mà về cái mình uống mình không để ý, tại vì cái liều của nó mấy em, ví dụ người lớn mình 50 kg đi thì liều 500 mg là mỗi 4 đến 6 giờ mới được uống 1 viên, nhưng mà bác sĩ mình có thói quen là kê sáng chiều à, ngày 2 lần ăn, nhưng mà những người mà say rượu về người ta uống nhiều liên tục đó, mà rượu lại lại cảm ứng chuyển hóa, cho nên cái chất gây độc cho gan nó nặng lên, nó nhiều lên, cho nên mấy người say rượu uống ba ra nguy hiểm lắm ha, uống 1 viên thì không sao, uống nhiều liên tục là nó gây tổn thương gan. Nhưng mà thường ba ra mấy em muốn giảm đau người ta hay phối hợp với thuốc khác, nó sẽ giảm liều được cái thuốc phối hợp mà nó giảm được tác dụng phụ nhưng mà nó lại tăng cường giảm đau. Thầy thí dụ nha, thầy thí dụ như ibuprofen đi đó nè, ibuprofen là kháng viêm non-steroid kết hợp với paracetamol thì kháng viêm thằng này nó là giảm đau nó tăng lên, hay là paracetamol với tramadol nè, tramadol là thuốc giảm đau bậc hai, giảm đau gây nghiện, nãy mấy em dùng riêng lẻ phải 50 mg, nhưng mà paracetamol mà mấy em dùng riêng lẻ phải 500 mg, nhưng mà khi thầy kết hợp với nhau nó có vị dược là Ontaset này rất là nổi tiếng nè, thì lúc này nó còn có 325 mà, còn thằng này nó còn có 37,5, nó giảm liều nhưng mà tác dụng nó tăng, cho nên thầy mới nói như này, kết hợp nào sau đây để giảm đau ngoại trừ đó, thì mấy em nhớ paracetamol được phối hợp với kháng viêm non-steroid, phối hợp với codeine, tramadol đều được hết, nhưng mà aspirin không được phối hợp với ibuprofen hay cùng nhóm non-steroid với nhau, nó gây độc cho dạ dày ha. Nhưng mà nếu mà độc thì nói cái độc tính nào sau đây của paracetamol thì mới nhớ là hoại tử tế bào gan rồi, thì thầy hỏi chứ lựa chọn cách nào sau đây để giải độc khi quá liều paracetamol thì mới nhớ acetylcysteine ha, acetylcysteine là một thuốc tiêu nhầy á, là này nè, để giải độc ha, thuốc ho tiêu nhầy á, này chính là này nó giải độc được rồi, mấy cái câu trọng tâm nhớ ha. Rồi giờ chúng ta qua cái nhóm thuốc cuối cùng,
đó là giảm đau thần kinh, nó không có kháng viêm mà cũng không có hạ sốt mấy em, nó chỉ giảm đau thần kinh thôi, nhưng mà đau ngoại biên rồi nha, nhức đầu đau cơ đau răng rồi thôi nha, chứ đau nội tạng là nó không có tác dụng à. Thì cái chất điển hình đó là phloctaphenin, có biệt dược là Iraraz các em, đó hàm lượng là 200 đây miligam. Nhưng mà uống cái này nè nó hay hơn cái thằng 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 NSAID, cái chỗ là nó không gây loét dạ dày, mà nó hay cái chỗ là nó cũng không gây nghiện, cho nên nó trị đau cấp và đau mãn rất là hữu hiệu à, rất là hữu hiệu. Nhưng mà mấy em lưu ý cho thầy cái thuốc giảm đau mà đừng uống á, thường thường mấy em hay mua về nhà mấy em uống, chừng nào chích mấy em mới vô bệnh viện chích, nhưng mà về nhà uống á, thằng này có nguy cơ gây sốc phản vệ, nó đặc trưng hiếm nha, hiếm nhưng mà có. Tại vì mấy em khi mình chích mà sốc phản vệ á, thì có điều dưỡng, có bác sĩ đó người ta xử lý liền, còn này mình mua về nhà cái mình uống có thể là nó gây phản ứng nặng. Cho nên cái câu hỏi này hỏi với thuốc giảm đau nào sau đây nha, thuốc giảm đau đường uống nha, giảm đau đường uống nào sau đây có khả năng gây sốc phản vệ, mấy em nhớ loctaphenin nó đặc trưng lắm nha. Có nhiều người thì nôn ói dữ dội lắm rồi thôi à, phần trọng tâm đó mấy em nhớ gì đó thôi nha, rồi chút cái chúng ta sẽ học cái giảm đau trung ương, thầy sẽ bổ sung lại một số like. Mấy em nên nhớ nha, thuốc kháng viêm nào sẽ này mấy em khuyên người ta uống lúc no, lúc no để tránh kích ứng chứ không phải là tránh loét nha, uống đừng có nằm liền, mấy em nằm nó về dài lâu nó gây kích ứng, và mình có thể kết hợp với một cái thuốc dạy